Hello nha các bạn. Thì hiện tại mình cũng vừa mới về tới Việt Nam an toàn các bạn. Thì trong quá trình mình làm việc tại Nhật á, thì hết 3 năm rồi mình không về được. Nhưng mà do cái đợt này mà bớt dịch nên công ty cũng tạo điều kiện cho mình về các bạn. Thì tạo điều kiện thì công ty cũng mua vé cho mình về luôn. Thì trong quá trình mình nghe công ty là mình tạo điều kiện mua vé đi vé về cho mình luôn, mình cảm thấy rất vui các bạn. Vui thì vui là được về gia đình, được về chơi với bạn bè, thăm anh chị và dòng họ các bạn. Nhưng cũng có một phần lo lắng các bạn. Các bạn biết phần gì không? Là lần đầu tiên mình kiểu như là mình dở tiếng á, tiếng Nhật kém yếu cái kiểu, nhưng mà mình ra sân bay nữa mà đi một mình, lần đầu tiên đi mà kiểu như là hồ sơ thủ tục các giấy tờ liên quan mình không biết gì hết đó. Nói chung là mình cứ tự lực cánh sinh các bạn. Nó hơn một cái là từ nhà mình lên khách sạn, cũng từ nhà mình lên tới sân bay mình không biết đường đi. Nhưng có nghiệp đoàn mình kiểu như mà gọi là xin cư cần các bạn, là họ ở Osaka luôn. Mình đi từ chỗ mình lên Kobe, mình lên tới Osaka, xong cái có bên có cái chị phiên dịch, chị thuê khách sạn cho mình ở. Ở xong rồi mình ở khách sạn đó là người của công ty là đưa mình ra tới sân bay luôn các bạn. Và trong quá trình mình đưa đi á, đi mình như vậy á, là có cái chị này như là chị quản lý của thực tập sinh hay sao các bạn, chở mình ra. Xong cái chị cũng nhiệt tình lắm, chị cũng ngồi giữ đồ cho mình các bạn, kiểu như là mình dẫn mình vô kiểu như cái đường line mà mình vô cái hãng hàng không của mình về Việt Nam, nó có từng hãng mình sợ mình đi nhầm line á, thì chị cũng dẫn mình vô. Xong cái chị cũng đi cân ký thì mình dư được mấy ký á, cái chị mình cũng giữ đồ cho mình, cũng nhiệt tình lắm các bạn. Nói chung là chị cũng nhiệt tình lắm, chị giữ đồ cho mình. Xong cái mình cân ký đủ ký, xong cái chị kêu mình nhét ký vô thêm đi đó, mình nhét vô thêm được mấy ký nên là dư như vậy đó các bạn. Xong cái mình vào tới check in xong mình cân hành lý xong, chị cũng chưa về luôn. Khi mà tới mình vào cái chỗ mà kiểm tra an ninh á, đúng rồi, khi mà kiểm tra an ninh các bạn là chị mới về. Khi mà mình vào trong, mình vào đứng xếp hàng luôn nhưng mà chị chưa về, mình vào bên trong luôn á, bên trong luôn là chị mới về, là chị kiểm tra như là chị đứng ngoài chụp hình nữa luôn các bạn. Mình không biết là chị chụp hình hay quay phim gì đó, hay mình nghĩ là kiểu như là mình chụp hình để gửi về công ty hay bên quản lý gì đó đã cho biết à, bạn này đã vào bên trong rồi, là chuẩn bị làm hồ sơ lên máy bay các bạn. Là chị cũng rất là nhiệt tình. Thì khi mà mình vào bên trong rồi thì mình cũng có rất nhiều bỡ ngỡ, chẳng hạn như là giấy tờ các bạn, giống như giấy tờ nè, kê khai nè. Giấy tờ kê khai này là để các bạn điền thông tin về máy bay các bạn. Thì khi mà các bạn có cầm vé máy bay thế này nè, vé máy bay với cái vé này, thì các bạn cứ đọc cho kỹ. Tại cái vé các bạn là công ty mình là mua vé của trên mạng, thì công ty sẽ gửi mình cái file về cái máy mình á, cái mình đưa cái máy chỗ mà vô đường line cái mình ship hàng cân ký, các bạn cân ký á, cái họ sẽ đưa cho họ xem cái file này, xong cái họ sẽ đưa cho mình cái vé thế này. Thì các bạn cứ kiểm tra lại vé của mình là vé tên hãng gì và tên của mình nè, và có chuyến đi từ đâu tới đâu, chẳng hạn như mình đi từ Osaka về Hồ Chí Minh các bạn. Thì bạn cứ kiểm tra, bạn cứ yên tâm nha, đây có thiết bị sẵn luôn các bạn nè, các bạn thấy không, có thiết bị sẵn luôn nha, đó, có thiết bị sẵn hết luôn. Rồi ngày giờ của mình thì hơi bị trễ các bạn, của mình là 9 giờ mấy nhưng mà cuối cùng 11 giờ mấy mới lên, là trễ 1 tiếng mấy. Và có cái hãng luôn, các bạn có cái hãng bay luôn nha, cái hãng bay là cái tên nè, tên của cái hãng bay đó với lại là họ tên mình, nơi đi, nơi đến. Và thêm một cái là cái cửa mình ở hướng nào và cái ghế mình ngồi ghế nào các bạn, để tránh tình trạng là mình ngồi nhầm ghế của người khác. Và quan trọng cái chuyến bay các bạn, để mình ở đây nè, cái chuyến bay ở đây các bạn nha. Đó, thì bây giờ còn cái phần này là cái phần là quan trọng các bạn, để mình sẽ hướng dẫn các bạn điền cái phần này. Thì quá trình mà mình về là mình không biết điền luôn, mình hỏi xung quanh gặp mấy bạn Việt Nam cũng không biết điền luôn các bạn. Nói chung là mình bỏ tờ thứ ba luôn mới đúng các bạn. Tại kiểu như là có cái mẫu mà mình kiểu như gấp rút, lần đầu tiên mình gấp rút mình sợ á. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn điền cái này, thông tin này nó chính xác hơn, không cần phải lo lắng hồi hộp giống như mình nữa. Rồi mình mời các bạn điền với mình nha. Ở đây mình ngồi nó hơi không thiếu ánh sáng á, các bạn thông cảm nha, để mình điền cho các bạn luôn. Thì giới thiệu cho các bạn luôn các bạn, thì đây là các bạn, ở đây là phần họ tên của mình, để mình ghi sẵn cho các bạn luôn nha, để mình ghi sẵn cho các bạn, rồi các bạn cứ ghi theo mình. Chẳng hạn như bây giờ của mình họ Trần đi, mình ghi họ Trần lên,
đó đó, chữ hơi xấu các bạn thông cảm nha. Còn tiếp theo thì đây là cái tên mình các bạn, các bạn nhớ ghi không dấu nha. Đó xong, còn cái phần tiếp theo, phần tiếp theo các bạn, tiếp theo là ghi ngày tháng năm sinh của các bạn nè, sinh nhật gặp pin cho các bạn đó. Các bạn cứ ghi số từng ô từng ô, các bạn thấy không, ví dụ như là 01 nè, nó tháng 1 nè, ghi 01 từng ô các bạn tách riêng ra nè. Còn tới ngày tới năm các bạn dạng như 20 nè, 20 22 đó. Còn cái này là cái tên hãng các bạn, cái hãng chuyến bay của các bạn, ủa không phải, cái chuyến bay của bạn á, hãng chuyến bay của mình là Vietjet nè, mình ghi Vietjet đây nha, mình ghi đây nè, Việt nè, Vietjet nè, chưa đó, Vietjet rồi. Số cái số chuyến bay của bạn mình là 829 nè, thấy chưa đó. Xong xuống đây cái phần này các bạn, cái phần này là họ sẽ hỏi mình là điền dấu tiếp, điền dấu tiếp vào cái ô này, chẳng hạn như họ hỏi mình là có phạm pháp gì hay không các bạn, kiểu như là có phạm pháp gì ở Nhật hay không thì mình điền vào, kiểu như mình điền IE các bạn đó, đánh dấu tiếp vào chưa. Còn cái phần dưới đây, phần dưới đây là mình hiện tại mình không cần các bạn, họ không cần nữa nên mình không có ghi, nên mình sẽ bỏ qua luôn. Còn cái phần dưới đây là các bạn ghi chữ ký các bạn ghi cái tên vào đó. Còn mình ghi là mình ghi tên mình thôi. Các bạn cứ ghi tên vào các bạn nha. Thì phần bên đây, phần bên đây nè, bên đây các bạn cũng ghi y chang như vậy luôn, giống như bên đây luôn các bạn. Cũng giống như bên đây luôn, bên đây là cũng ghi là họ nè, các bạn ghi họ giống bên đây, y chang vậy luôn các bạn. Bên đây cũng tên nè, các bạn cũng ghi tên mình vào bên đây luôn. Còn bên đây là ngày tháng năm sinh của các bạn, các bạn cứ ghi ngày tháng năm sinh bên đây luôn đó. Xong các bạn cứ điền dấu tích vào, điền dấu tích vào để mình ghi cho các bạn dễ hiểu hơn nha. Thì ok các bạn, thì đây là cái thông tin mà mình điền vừa mới xong các bạn. Thì đây các bạn cũng như là các bạn đã thấy hồi nãy mình cũng đã giới thiệu sơ rồi đúng không, đây là cái họ nè, các bạn cũng đã hiểu cái phần này rồi đúng không. Nhưng mà cái phần này các bạn dễ sai lầm các bạn, thì mình mới ghi sai đây các bạn xin lỗi các bạn nha, thì mình cũng nhầm các bạn. Thì bên đây nè cũng ghi họ, các bạn cũng ghi họ giống bên đây, rồi bên đây là cái tên nè, các bạn ghi tên đây, còn ngày tháng năm sinh thì các bạn cứ ghi giống bên đây, bên đây giống, các bạn ghi giống bên đây, ghi từng ô các bạn nha. Còn cái tiếp theo nữa, cái hàng này á, là cái hàng cái chuyến bay, thì các bạn ghi chuyến bay nằm ở đây đó, các bạn ghi chuyến bay nằm ở đây nha. Còn ở đây á, là cái nơi mà các bạn đến như Hồ Chí Minh hay là Việt Nam đó, các bạn cứ ghi vào đây. Thì của mình á, của mình là mình ghi Hồ Chí Minh, mình ghi Hồ Chí Minh, các bạn cứ ghi rõ ra nha, đừng ghi tắt giống mình nha, tại mình ghi ngắn gọn cho các bạn dễ hiểu thôi. Các bạn cứ ghi ra Hồ Chí Minh, ghi không dấu. Còn tiếp theo là cái phần này là cái hạn cái bạn đi, ví dụ như là mình đi dưới 1 năm các bạn, mình đi trong khoảng 1 năm thì mình ghi đây, làm ghi khoảng mình đi 1 tháng, mình về 1 tháng mà mình ghi là dưới 1 năm ghi đây. Còn những bạn nào mà trên 1 năm, kiểu như mà dưới từ 1 đến 2 năm các bạn đi mình từ 1 đến 2 năm ghi đây, còn các bạn ghi trên 2 năm đó, thì bạn ghi bên đây đó. Còn mình đi 1 tháng ghi đây thôi. Và cái phần này các bạn, cái phần này là kiểu như là các bạn dự định của các bạn là sẽ quay lại Nhật, các bạn là bạn sẽ test vào đây sẽ quay lại Nhật. Còn dưới đây là các bạn sẽ không thể, như là không có dự định hay không thể quay Nhật thì bạn thấy ở đây. Còn mình về chơi mình sẽ quay lại làm việc tiếp thì mình sẽ phanh vào đây, tiếp vào đây các bạn nha. Và phần tiếp theo là các bạn sẽ ghi tên vào đây đó. Thì hôm bữa mình cũng không biết ghi luôn các bạn, mình ghi vào xong hết rồi cái mình thiếu phần này các bạn, mình thiếu phần này, thiếu phần này, cái mình đưa cho cái chú, mình đưa cái chú ở sân bay luôn, họ cái chú kia nói là sao ở đây không ghi đó, mình sẽ quay lại ghi tiếp các bạn. Kiểu như là chú cũng chỉ mình, mà kiểu như mình hỏi không kỹ hay sao, mình hỏi không kỹ nên chú cũng chỉ mình sơ sơ các bạn. Của mình là mình thiếu ở đây với ở đây các bạn đó, cái mình ghi xong mình đưa chú, cái chú hỏi sao không ghi đây đó, cái mình cũng ghi ở đây xong, cái mình không biết tiếp theo, cái mình ghi thiếu ở đây, cái chú hỏi là hời về khi nào, về bao lâu cái mình mới quay lại mình điền một lần nữa các bạn đó. Mình phải điền 2-3 lần, mình bỏ 2-3 lần luôn, mình điền lần thứ 4 hay sao các bạn mới đúng các bạn, mình mới về được các bạn. Thì đây là tất cả những cái thông tin mà mình điền được và đúng với hoàn toàn những cái gì mà mình đã ghi để mình về tới Việt Nam bây giờ luôn các bạn, là mình điền được như thế này đó. Thì ok các bạn, đây là tất cả những cái thông tin mà mình điền để mình lên máy bay và mình về nước các bạn. Thì
lần đầu tiên mình đi á thì mình cũng hơi bỡ ngỡ, mình điền cũng sai sót hơi nhiều, thì các bạn cứ rút, mình cứ lấy cái kinh nghiệm của mình chị ngày cho các bạn thôi, mình cứ chia sẻ thôi chứ mình không chỉ dạy các bạn nha, mình chỉ chia sẻ thôi nha. Mình biết cái gì mình chia sẻ cái đó, thì trong quá trình mình chia sẻ video á, nếu có gì sai sót thì các bạn thông cảm bỏ qua cho mình, vì cũng lần đầu tiên mà, thì các bạn cứ thông cảm, mình chia sẻ lại thôi. Chắc mình cũng xin phép các bạn tạm dừng video tại đây các bạn. Cảm ơn đã xem hết video của mình và nhớ đừng quên like, đăng ký kênh giúp mình các bạn nha. Và chúc các bạn có một chuyến đi về Việt Nam thăm gia đình là thật vui vẻ, thật an toàn, và chúc gia đình các bạn thật nhiều sức khỏe nha. Xin chào các bạn, bye bye.